Chiều qua ngày 23 tháng 6, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thành Đô dự khai mạc lễ hội cầu an Đình Thần Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn. Đình Thần Vĩnh Chánh là nơi thờ thần hoàng Bổn Cảnh, các bậc tiền nhân đã có công khai quang lập địa. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10, 11, 12 tháng 5 âm lịch, lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Vĩnh Chánh lại được tổ chức. Nhân dân địa phương và các nơi lân cận tề tụ về đây để tham dự lễ cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng thắng lợi, nhà nhà ấm no. Đây là dịp để mọi người tỏ lòng tri ân đối với các vị thần, người có công với xóm ấp và là dịp gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ sau những tháng ngày lao động mệt nhọc.